Rồi hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nha. Hôm nay ngày 23 tháng 5 2024, shop em Thái cần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em mấy cái túi về anh em đựng cần câu nhé. Thì những cái này thì các bác nên chuyển khoản cho em nhé, giá cũng chỉ có 200.000 300.000 đấy, có cây cao nhất là 500.000 cái túi của Đài Hoa. Cái túi thì có cây đó là giá cao nhất thôi nhé. Cái túi Đài Hoa này giá cao nhất, hàng này hàng xịn nữa và còn mới đẹp nên là giá 500.000. cái giá này thì quá rẻ, chưa bằng 1/3 giá mới đấy. Thì những cái túi này thì cứ hai cây một túi ấy, rồi có một cây đó. Lát nữa vô chi tiết em sẽ báo giá rất là rẻ nhé, 100.000 cây, 200.000 hai cây đấy. Như thế thì phí ship, nếu mà các bác mà không chuyển khoản được á thì phí ship 40.000 một đơn nhé. Đấy, đấy là bác nào mà không chuyển khoản được hoặc là không có số tài khoản á, cứ em vẫn ship code cho các bác. Thì các bác nên chuyển khoản, bởi vì ví dụ như cái túi có 200.000 bác chịu code nữa, chịu phí ship 40.000 nữa, em thấy nó không hợp lý lắm, giá càng cao. Các bác yên tâm, các bác ví dụ như chuyển khoản rồi cho em rồi, em gửi hàng, ví dụ như hàng đi trong lúc vận chuyển đi tới các bác nó có hư hỏng hay là như nào em tặng các bác luôn đấy, các bác không phải lo cái chuyện đấy. Có vài trăm ngàn em cũng không có phân vân về cái vấn đề đó đâu đấy, nên là các bác cứ yên tâm mà chuyển khoản nhé. Còn mà vẫn không yên tâm để chuyển khoản thì các bác cứ em sẽ vẫn ship code cho các bác, và phí ship cái này là 40.000 nhá. Cái này giá phí nó cũng cao, bởi vì nó những cái túi cứng nó cũng dài, to dài lắm, cho nên nó cũng là hàng cồng kềnh, cho nên là phí ship nó vẫn cao á. Rồi sau đây em sẽ vô chi tiết cho các bác xem nhé. Túi đầu tiên này là cái túi túi đắt nhất nhá, mắc nhất nhá, túi Đài Hoa nhá, dài cứng, túi này túi cứng nhá, túi dài này các bác đựng cần tay cần lua thì ok hết nhá. Đấy, chiều dài của nó là 1m55 nhá, chiều dài của nó là 1m55. Đấy, đít của nó rộng là 8 nhá, 8 cm nhá. Đít nó rộng 8 cm. Đấy, chiều rộng 8 à. Chiều nói chung là chiều rộng 8 x 8 nhá, và chiều dài của nó là 1m55. Đấy, phù hợp cho các bác đựng những cái cần 3m, 3m3 hoặc là những cần tay nhé, cần tay dài đó. Cái này rất là đẹp nhé, cần túi còn mới lắm đó. Mới tinh, có những cái vết bẩn bẩn thôi nhé, đây, những vết bẩn anh em về lau đi là sạch thôi đó. Nói chung là hàng nó đẳng cấp đó. Có ngăn ở trong này nhé. Ngăn có dây buộc này. Đó. Túi cứng nhá, trong nó có lót đệm xốp. Chung là hàng này, hàng cao cấp. Đó. Bên ngoài là lót da nhá, bọc da, còn bên trong là nó cứng và xốp nhá. Đó. Túi xách quai đầy đủ nhá. Hàng của Đài Hoa nha anh em. Con này 500.000 nhé. Con này siêu hiếm, dài. Tiếp tới một con túi cũng là túi cứng nhá. Đấy, túi cứng. Con này thì nó nhỏ hơn, ngắn hơn nhá. Con này túi số 2 nhá. Túi số 2 giá 200.000 nhé. Túi số 1 giá cây đây qua người ta giá 500 nhá. Đó, bác nào nhanh tay thì được. Con này thì chiều rộng của nó chỉ có 6 cm nhá. 6 x 6 nhá. Còn chiều dài của nó thì tầm 1m2, 1m3 gì đó, chiều dài của nó 1m2 nhé. Đấy, dài nó 1m2. Túi quai xách đầy đủ nhá, còn đẹp, nhựa cứng nhá, cái này là nhựa cứng. Đấy, túi cứng, cái này các bác về đừng cần tay hoặc cần lua gì đấy,
đựng được 1-2 cây bỏ cốp ô tô. Chung 1m2 bỏ cốp ô tô là vừa đẹp. Đấy. Túi còn đẹp nhé, còn mới đẹp. Một mét hai nhé, phải 1m2. Túi cứng nhé, túi số 2. Túi này giá 200.000 nhé. Đấy. Số 3 này 2 cây nhé, bán một lúc 2 cây luôn. Túi số 3 này giá 2 cây này giá là 200.000 nhé, 100.000 cây. Đó. Công bán lẻ lẻ 100.000. Bán một lúc 2 cây luôn cho các bác. Con này thì còn ok này. Con này thì túi cứng nhá, con này túi cứng, còn con kia là túi da mềm. Con này 1m1 nhá. Con này 1m1. 1m1. Con này thì rộng hơn. Con này rộng 7 và rộng 9 nhá, rộng 8 rưỡi. 7 x 8 x 1m1 nhá. Túi số 3 này 2 cây giá 200.000 nhá. Cái này túi cứng, cái này họ cắt đấy nhá, cái này họ cắt cái quai đeo vai, còn cái quai sách thôi. Còn quai sách thôi nhá. Nhựa cứng còn đẹp, chưa có rách, chỉ có đứt nó cắt quai thôi nhá. Cái này họ cắt nhá, chứ không phải đứt đâu. Đấy, họ cắt ngang đây, kiểu nó vướng, họ bỏ ô tô nó vướng, họ không có đeo vai cho nên họ cắt. Đó, túi cứng này cũng còn đẹp. Đấy, cái số 2, cái túi số 2 là cái túi da nhá, da gọi là da vải á. Cái này nó 1m1 hay là 1m15 gì đấy, để em đo. Cái này thì to nhá, rộng. Cái này 1m2 nha anh nha. Đấy, cái này 1m2 nhá. Đó. Cái này cũng hàng xịn, da xịn. Đó. Hơi bẩn bên trong thôi nhưng mà nó vẫn còn ok, da không rách nhá. Mã số 3 này giá 2 cây này giá 200 nhá. Mã số 3 2 cây nhá. Mã số 4 cũng 2 cây nhá, giá 200 nhá. Mã số 4 này cũng là một túi cứng nhá, nó cắt quai thôi nhá. Cái này nó cắt quai, nó có cái mép này, nó có rách cái vải thôi nhưng mà vẫn còn chắc, vẫn sử dụng ok nhá. Đấy, nó rách cái vải, mép rách vải nhá. Đó. Mép này nó cào ở đâu nó rách, cái nhựa bên trong nhựa cứng nhá. Đấy, rất là chắc. Đấy, nó bẩn bẩn rách tí hai đầu mép, bên trong sử dụng vẫn ok nhá. Đấy, cứng. Đấy. Cái này hơi sâu tí thì em bán cho các bác hai túi là 150 nhá. Cái này 150 các bác phải chuyển khoản cho em, chứ giờ tiền cước nữa tính. Nếu mà bao ship nữa tiền cước vô thì có 40-50 ngàn rồi. Tính ra cái túi có 50 ngàn. Đấy, về các bác đựng cho nó khỏi bụi bẩn của cây cần câu cũng ok. Bỏ góc nhà không? Bỏ mấy cần tay cần lua ngắn ngắn. Cái này 1m1, 1m2 trao á, để em đo. Giá 150 nhá. Cái túi số 4 nhá, có hai túi nhá. Đấy, 1m1 nhá. Đây, cái này nữa này, cây của Ryobi nhé, túi vải, con này túi vải, con này thì nó hơi cũ, hơi bẩn bẩn, về anh em giặt nhé. Cái này 1m15 nhé, 1m15, túi vải, có một ngăn phụ, đó, khóa thiếc đầy đủ nhé, đó, trong có lốc chống sóc đàng hoàng nhé, về các bác giặt đi nhé, về giặt đi là sạch đẹp đấy. Cái này là bẩn đấy nhá. Đấy, bẩn. Đó, quai sách đầy đủ. Hai cái này 150 nhá, mã số 4. Hai cái này.
hai này nhé, mã số 4, 150. Các bác chuyển khoản nữa thì em bao ship nhé, cứ chuyển khoản em bao ship, còn không thì các bác ship code thì vẫn có 40.000 một đơn nhé. Đấy. Túi số 5 nhé, túi số 5 cũng một cặp nhé, cặp này giá 300.000 nhé. Đấy. Một túi vải và một túi da nhé, con này là 1m15 nhé, 1m15, túi này còn đẹp lắm, mới. Đó. Có lớp chống sóc nhé, có một ngăn phụ. Đó. Này 1m15 nhé. Đó. Đẹp, mới đẹp. To nhá, này. Con này đựng được nhiều cân. 15 cm và 8 cm nhé. Còn cái túi vải này, túi da này thì nó là 1m2 hay sao? 1m2 nhé. Túi vải này 1m2 nhé, còn túi da chứ, túi da này 1m2, túi vải này 1m15 nhé. Thì hai con này giá là 300.000 nhé. Hai này thì còn đẹp. Đó. Thì do bụi bẩn thôi nhé. Về anh em tự giặt. Đó. Ok nhé. Đó. Không có rách đâu, nó chỉ bớ bẩn thôi. Có một túi ngăn phụ đấy nhé. Đó. Túi số 5 này 32 cây nhá, hai cái này. Hai này còn nguyên lành, đẹp. Giá 300.000 nhá, đó. Bác nào lấy cái nào cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866700856 nhá, hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.